Hello anh em, trước mắt anh em đây là em Honda NCS 125. Đây là rim lùng, hay anh em còn hay gọi là rim Thái. Bởi vì chiếc xe này là do Honda Thái Lan sản xuất cho thị trường Campuchia ha. Và xe này trước giờ thì nó được bán độc quyền tại Campuchia. Nay thì năm 2023 thì cái dòng xe rim NCS này đã được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam nha anh em. Đây là xe hải quan chính ngạch luôn, nhập về là giấy hải quan chính ngạch, đăng ký ra tên toàn quốc bình thường. Đấy, và bên mình thì đang có các màu luôn. Thì ở đây mình có màu trắng nha anh em, màu trắng cũng rất là hot nè. Rồi đây là có màu xanh thiên thanh, màu xanh đá ha. Đó, đây là rim 125NX đời 2024 nè. Đấy, và ở đây mình cũng có màu đen nữa. Đó, màu đen tem mẫu tem 2023, màu trắng là mẫu tem 2023 luôn. Chỉ có màu xanh là mẫu tem 2024 thôi. Và hiện nay giá thành của em này là 138 triệu xuất hóa đơn nha anh em. Hôm nay thì báo giá cho anh em để tiện theo dõi ha. Đó, xe là nhập hải quan chính ngạch luôn. Trước đây thì những dòng xe này nó về 2020, 2021 thì nó là xe dạng giấy thanh lý. Và nay 2023, 2024 thì nó đã được nhập hải quan chính ngạch về rồi. Cho nên anh em đăng ký ra tên toàn quốc, đăng ký ở đâu cũng rất là dễ dàng, không có sợ bị làm khó ha. Đấy, màu xanh này là nó được thay thế cho màu trắng của đời 2023. Đây là màu xanh 2024 nè. Và tem nó cũng có khác biệt lớn hơn. Tem được thiết kế cũng lớn hơn so với mẫu màu trắng 2023. Đấy, và nó có những cái họa tiết kim cương nằm bên trong ha. Chữ rim là chữ rim tem nổi. Đó, cũng như là số 125 cũng là tem nổi luôn. Về thiết kế thì nó cũng giống nhau thôi, nó không có gì khác biệt. Xe thì vẫn trang bị hộp số tròn 4 cấp, 124cc, phun xăng điện tử FI nha anh em. Đi rất là tiết kiệm xăng cũng như là nổ cũng rất là êm. Đấy, mặt đồng hồ của 2024 thì nó đã được sơn màu đen. Cái viền sơn màu đen ha, họa tiết kim cương ở bên trong thì nó cũng khác biệt so với đời 2023. Đấy, đây là cái mẫu tem 2023. Đây, để mình quay màu trắng cho anh em dễ nhìn. Tem 2023 màu vàng này cũng rất là đẹp. Nó thiết kế cái màu vàng, tem vàng cũng như là ốp logo ở phía đằng trước màu vàng là theo kiểu hoàng gia của Campuchia đó nè. Hoàng gia thì rất là thích sử dụng cái màu vàng. Đó, mặt đồng hồ của mẫu 2023 thì nó được sơn màu vàng như thế này ha. Đó, em này cũng có giá là 138 triệu xuất hóa đơn cho anh em về đăng ký nha. Đây, xe này thì cũng được rất là nhiều anh em lựa chọn để mà chơi, sưu tầm. Đó, bởi vì trước đây cái dòng xe này về thì nó cũng rất là ít và nó là ở dạng giấy thanh lý thôi. Nay thì nó đã được làm ra giấy hải quan chính ngạch rồi. Đăng ký ra tên là thoải mái luôn, vô tư. Và anh em nào quan tâm tới chiếc rim Honda Rim NCS 125 thì anh em cứ liên hệ với bên mình nha. Nếu mà anh em ở xa thì mình cũng có thể ship xe cho anh em. Còn nếu mà anh em ở gần muốn đến xem xe thì cứ ghé số 9 đường số 10 khu dân cư Trung Sơn Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh để mà xem xe. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ ghé shop xem xe, mua xe tại shop thì cũng có ưu đãi cho anh em. Đấy, anh em nào thích món gì thì anh em cứ liên hệ nha. Rồi, xin cảm ơn em.